Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay trên Twitter của FIFA 3 anh em sẽ công bố những cầu thủ Champions League trong sự kiện sắp tới nha anh em. Đó, bao gồm có con Neymar nè, còn Ocampos nè, Arthur nè, Carrasco, Fofana, Jota, Mew, Stone, Sid, Orisic nè anh em, Bissouma và còn Roberto. Đó, nói chung là mấy con này là công bố trước cho anh em thôi. Đó, còn rất là nhiều cầu thủ Champions League khác, Europa League nữa anh em, và cầu thủ một cái giải đấu nữa đó. Thì ok anh em, thì hôm nay mình làm một clip là công bố cho anh em thôi, thông báo thôi. Thật sự với cầu thủ này thì chỉ là một cái thủ sơ sơ thôi, chứ còn rất là nhiều cầu thủ khác cho ngày mai ha, mình thông báo cho anh em trước ha. Thì ok anh em, hôm nay mình sẽ làm một clip kết thúc sự kiện luôn. Neon nice đó, đây lấy hai con 100 và một con 101 trong bên sự kiện Resulta nha anh em. Đây anh em, hai con 100, ta còn Pulisic và con Des. Thì hai con này mình cũng lấy về mình test cho anh em xem nó như thế nào. Rồi mình sẽ, anh em là cũng muốn hỏi thăm cái gì đó hai cầu thủ này thì ok, có thể bình luận ở dưới mình sẽ trả lời cho anh em. Thì mình sẽ lấy về mình test cho anh em ha. Đó, mình review cho anh em luôn. Đây, Pulisic, nói chung con Pulisic này thì ở ngoài đời thì bên Chelsea thì đá khá ít anh em, ngồi dự bị khá nhiều. Ok anh em, tiếp theo là con Des anh em. Con Des thì mới chuyển tới AC Milan. Ok anh em. Con Des RB. Con này thì mình thấy tốc độ nó khá nhanh anh em. Rất là nhanh chứ. Thôi, mình lấy thôi anh em. Để mình kích thước thực hiện Neon Nylon. Đấy, để mình chuẩn bị cho sự kiện Champions League và Euro Ballet cho anh em. Đây Des. Và mình qua phần Resista. Đây chúng ta mình lấy con 101 luôn anh em. Ok anh em, đây chúng ta ha. Xong rồi. Nói chung là lấy hai con 100 trong sự kiện này rồi. Còn Ribery thì rất là nhiều cầu thủ anh em, nói chung là rất là nhiều cầu thủ. Lấy lùm ra rồi. Mình kết thúc sự kiện này thôi. Sự kiện kia có phần cầu thủ 104, 102 rất là nhiều rồi, lấy rồi, không cần phải thông báo hết. Đó, sự kiện này thì anh em ít chú ý nè. Đó. Thì sẽ lấy con David nha anh em. Trong mấy con 101 thì con David thấy có giá trị nhất nè. Mấy con Reina thôi, mấy con kia cùi quá nè. Đấy, lấy con David đi. Lấy con David về test cho anh em luôn, để xem nó như thế nào. Đó, thấy tốc độ quá khủng khiếp anh em. Đã như một tiền vệ luôn em, không thấy cái nào mà hậu vệ hết. Đó, ấy như tiền vệ luôn. Đấy, tốc độ thì khủng khiếp. Ok anh em, giá thì giờ bèo quá anh em, có 22 em thôi, chắc giờ xuống rồi. Mình lấy chắc chắn nó xuống tầm mười mấy rồi. Thì ok anh em, hôm nay làm cái clip kết thúc sự kiện Rivalry và Neon Night. Lấy 3 cầu thủ, 2 cầu thủ 100 trong sự kiện Neon Light và 1 cầu thủ Resulta 101. Ok anh em, mình đã cho vô đội hình rồi nè. Đấy, mình cho con David nữa. Đó, để mình test cho anh em ha. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ đá một trận hết cho hết cho anh em, nhé hàng cho anh em trước ha. Còn vấn đề mình sẽ sau, mình sẽ test sau cho anh em, thì anh em có thể bình luận ở dưới đánh giá như thế nào. Đó, ok anh em. Thì bây giờ mình sẽ vô trận đấu nha anh em. Một trận đấu để xem mà Pulisic, Des nó như thế nào ha. Còn con David mình để sau. Do mình chơi cái đội hình này nên mình cũng không để David anh em. Đó, ok anh em. Bây giờ mình đá nha anh em. Mình sẽ để Ronaldo là tiền đạo. Đó, Torres đá vị trí cam luôn em, ghê chưa. Pulisic hay lắm, Pulisic không được, có bắn rồi. Mới vô mình tập trung cho Pulisic bên cánh này với Des bên cánh này để xem Pulisic đá như thế nào và Des phòng thủ như thế nào. Đấy, qua người, không được rồi, phạm lỗi rồi. Một pha xoay người của Pulisic. Reiner chuyển vào đánh đâu, không được. Thì còn Pulisic thì anh em được biết là đá với Chelsea cũng khá mấy mùa rồi, nhưng mà không có gì nổi bật anh em. Đa số là ngồi dự bị anh em. Năm nay thì Chelsea đang mua thêm Sterling nữa. Có lẽ là Pulisic đang tìm kiếm con đường chắc phải đi thôi, chứ ngồi dự bị hoài anh em. Để mình nói ngoài lề một xíu thôi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình test đã Pulisic cho anh em như thế nào ha. Ronaldo. Pulisic không được rồi. Một pha phạm lỗi của Pulisic rồi.
cái con Dead nữa, con Dead đã cùng cánh với con Pulisic anh em, là hai cầu thủ người Mỹ nha anh em. Đó, cầu thủ người Mỹ thì rất là đá cho Âu khá nhiều anh em. Sancho vịt vị rồi, Havertz đã vịt vị rồi anh em. Một pha chuyển xuống cũng khá hay của Sancho, nhưng mà Havertz đã đều thấy vịt vị rồi. Thì mình rất là làm rất là nhiều clip head to head để chia sẻ kinh nghiệm cho anh em á, build đội hình này đá như thế nào hiệu quả nè. Đó, một pha đi bàn quá hay của Pulisic, anh làm gì đây Pulisic, xuống đây không vào, một pha quá nguy hiểm anh em. Một pha đi bàn mà xử lý bàn quá hay của Pulisic nhưng không thành công rồi. Một sút của Pulisic là góc hẹp không ghi bàn được rồi. Thì nó là mình rất là nhiều cái clip anh em build đội hình đó, đó có thể chia sẻ kinh nghiệm đã hết chưa hết cho anh em á, thì anh em có thể coi lại trong kênh của mình nha anh em, vô kênh mình kiếm ha, rất là nhiều clip luôn đó, build đội hình mấy chục em, 100 em cũng có đó, để cho phù hợp với cái số coi anh em đang có đó. Sút phạt không được, ra ngoài rồi, thì anh em có thể vô kênh mình coi ha anh em ha. Đó thì mình vừa đá mình vừa nói chuyện với anh em ha, bình luận vui vui cho anh em chơi. Đó, Dead nè, con Dead là nó. Con Dead thì đã cắn trùng với con Pulisic nên cũng dễ, mình test dễ cho nó. Đó, cắt lốt cái bàn rồi. Một pha phản công, cắt lốt. Hay quá. Gabriel Jesus. Vẫn còn. Một pha đánh gót của cắt lốt cho Acerbi nhưng mà không thành công rồi. Bàn đây. Chuyển lên. Và chuyển lên cũng khá nguy hiểm của Van Dijk. Hiệp 1 kết thúc số là 1-1 anh em. Trận đấu mà đến ra cũng không có gì là nhiều tình huống nguy hiểm. Mình chỉ có một tình huống của Pulisic ghi bàn thôi. Em sorry anh em, đã sút thôi. Thì một đỡ thôi. Không chưa có gì nguy hiểm hết. Nghĩa là hai đội đang đã có đã cầm chừng với nhau. Thăm dò gì đó. Đó, vẫn chưa có nhiều pha nguy hiểm, không dám mạo hiểm. Henderson. Gabriel Jesus. Pirlo. Đấy, Carlos. Hay lắm. Pulisic cũng có một pha lấy bàn của Carlos hay quá. Tốc độ, chỉ quá, Ronaldo, chỉ quá, chống qua Torres, sút, không vào. Đội bạn đã có thủ môn quá hay anh em, thủ môn Whitford anh em ơi, quá hay, chỉ vào. Đánh đâu. Mình đã có hai pha nguy hiểm nhưng mà thủ môn đỡ hết anh em, quá nguy hiểm thật. Diplo. Havertz. Hay lắm, Diplo, chuyển lên. Một pha chuyển quá hay của Diplo. Al-Sadawi. Al-Sadawi cái pha xử lý lỗi rồi. Tôi một chút từ xa, quá xa anh em. Death. Pulisic. Hay lắm, một pha xử lý quá hay của Pulisic. Tốc độ của Pulisic. Một pha lừa của Pulisic qua cắt lót rồi, hay quá. Tốc độ của Pulisic. Rốt, không được rồi. Một pha xử lý khá chậm của Pulisic trong vòng cấm anh em. Tôi muốn chút sớm là được rồi, chuyển vào. Đánh đâu, không được. Còn bắt đây. Al-Sadawi, anh làm gì đây? Chuyển về. Trận đấu đang diễn ra cũng khá hấp dẫn anh em. Trong hiệp 2 thì mình tấn công hơi nhiều rồi đó, có nhiều pha nguy hiểm hơn rồi. Cố gắng lên, Havertz. Sancho, Havertz. Hay quá. Sancho. Ủa là Sancho, anh làm gì đây Sancho? Chuyển vào, nguy hiểm quá. Sút. 1-0 rồi anh em, Al-Sadawi anh em. Đội bạn phản công quá hay anh em, pha này quá hay luôn, Al-Sadawi. Một pha phản công quá hay, Sancho đã chuyển từ bên kia qua bên đây cho Acerbi ghi bàn. Một pha đè bám người không quyết liệt của hậu vệ mình rồi. Phút 78 rồi, tỷ số là 1-0 anh em. Cần quá anh em ơi, Modric. Reiner. Trận đấu này mình thấy Pulisic đá cũng khá hay anh em. Đi bàn tốc độ bàn đi qua người cũng khá nhiều á. Khá ok chứ. Ronaldo. Vẫn là Ronaldo. Reiner. Đây, Pulisic. Anh là Pulisic. Quá bắn đấy, có những pha đi bắn khá là dẻo của Pulisic, nguy hiểm quá. Sút đi, không vào, lại là Pulisic em. Trời ơi, Pulisic trận này đá nhiều cơ hội quá anh em. Sút thủ môn không. À, mình chơi thủ môn Simon lên đánh đầu rồi. Đánh đầu, không được, vẫn còn. Đánh đầu, phạt góc nha anh em. Chúng hộ bài rồi, phạt góc tiếp theo nha. Đó. Mình chơi thủ môn Simon lên luôn em ơi. Chỉ thủ môn em. Đánh đầu, vào. Unai Simon anh em, Unai Simon. Bị ghê chứ anh em. 1-1 nha anh em, thủ môn nó ghi bàn anh em ơi. Nói chung là mình chơi từ FIFA đến 21-22 đến bây giờ mà mới thủ môn đầu tiên là ghi bàn anh em. Quá tuyệt vời anh em ơi, quá tuyệt vời luôn. 1-1 rồi.
Có hay cho hết giờ này mày. Chỉ còn có 3 phút bù giờ thôi. Còn Vinicius. Vinicius đi bạn. Hết giờ này, 1 đều anh em. Bàn thắng với Hoàng Gia số 1 Simon thì bàn thắng với ghê chứ anh em. Thì ok anh em, hôm nay mình làm clip thông báo cho anh em một số cầu thủ Champions League sắp tới trong sự kiện ha. Ok anh em, thì anh em thấy clip thì hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Anh chưa đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.